Trời bắt phải giàu, bước sang ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch năm 2024, những con giáp này sẽ làm ăn phát tài, tiền đếm mỏi tay không hết, may mắn khó ai sánh bằng. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn có tên dưới đây, bởi trong ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch, đấy, thì các bạn chính là những đứa con cưng của thần may mắn. Trong ngày hôm nay, các cơ hội kiếm tiền, làm giàu nó liên tiếp ập đến đối với những con giáp này, dù làm trong bất kỳ cái lĩnh vực gì hay ngành nghề nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ gặp được may mắn, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được giúp đỡ trên con đường làm giàu kiếm tiền của mình. Nếu biết nắm mắt đến cái cơ hội, thì từ nay đến cuối năm các bạn sẽ không phải lo nghĩ gì về cái chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, một số bạn trong ngày hôm nay cũng được lộc ăn uống, được người thân, được bạn bè, được đồng nghiệp chiêu đãi những cái món ngon vật lạ và tạo thêm cái sự kết nối, tìm kiếm được những cái người bạn đời cũng như là những đối tác làm ăn vô cùng là triển vọng. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch ngày Bính Ngọ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch ngày Bính Ngọ thì con giáp may mắn đầu tiên chúng ta có cục diện là Ngọ Mùi Nhị Hợp. Vậy nên những người tuổi Mùi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Nói chung ấy, cái vận trình của những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay may mắn được cục diện lục hợp nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên ở trong thời gian này nó sẽ mang đến nhiều cái cát tường may mắn đấy à, mang đến nhiều cái cơ hội tăng cường cái sự nghiệp à, quý nhân sẽ hóa giải mọi cái mâu thuẫn khi mà làm việc à, bản mệnh đôi khi sẽ phải bỏ gấp đôi công sức ngày thường để hoàn thành các nhiệm vụ được giao cái sự xuất sắc khiến cho các bạn trở thành cái bia ngắm để cho gì thần tài quý nhân cũng sẽ nâng đỡ à, trong thời gian này những người tuổi mùi tránh tỏa ra kiêu ngạo hoặc là quá tự hào về những cái thành quả mà mình đạt được à, trong thời gian này thì quý vị hãy gì À, nói chung là hành sự phải cẩn thận à, những cái quyết định hồ đồ thì cũng sẽ rất dễ dẫn đến là gì bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ lời khuyên dành cho các bạn trong ngày hôm nay là hãy thực hiện công việc theo cái thói quen hàng ngày Đấy, không nên thử thách mình với các ý tưởng mới các bạn sẽ dễ dàng gặp phải cái sự cố khi mà gì cố gắng đi theo con đường mới à, tránh hành động với cái tư tưởng một chiều lúc này cần chính cái sự cân bằng bên trong của các bạn Thêm nữa, cái vận trình tài lộc trong ngày hôm nay, nói chung ấy cũng thì cũng khá là may mắn, được tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên nó đem đến nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho những người tuổi mùi, đặc biệt là những người mà làm người tay trái hoặc là người làm người phụ ấy thì có những cái may mắn bất ngờ nó ập đến. À, với những người đầu tư chứng khoán hay là tiền bạc hay đất đai thì cũng sẽ thu được một cái mẻ lưới bội thu, kiếm tiền nhiều vô kể. Thì đây cũng chính là cái tình hình tài chính của các bạn. À, tuy nhiên, quý vị hãy coi đó là cái sự hưởng thụ cho những thành quả lao động vất vả của mình. À, những người làm ăn kinh doanh thì nên nghe ngóng nhiều hơn, nhiều cái nguồn tin liên quan để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với những cái thị hiếu của khách hàng. À, các bạn cũng nên tập thói quen ghi chép đề phòng khi bỏ lỡ mất cái thông tin quý giá. À, nói chung ấy, trong thời gian này, quyết định quý vị cũng không được quyết định hồ đồ, cần phải lên một cái kế hoạch tiền bạc cụ thể. À, biết nghe những người có kinh nghiệm thì cái vận thế của các bạn sẽ lạc quan hơn nhiều. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch ấy, thì có nhiều thì chi nhiều. Đấy. À, quý vị cũng sẽ gì mua sắm khá nhiều. Quý vị hãy kiềm chế cái tật gì dùng tiền vô độ của mình nhé. Và à, kéo lệnh gì dùng tiền vô tiền khoáng hậu của mình. À, bên cạnh đó thì nhờ cục diện là tam hội nó tương trợ giúp đỡ nữa nên là trong thời gian này cái vận trình nhân duyên của những người tuổi mùi cũng khá là thuận lợi hanh thông À, các mối quan hệ nó trần dần trở nên là gì bình ổn hơn nói chung vậy trong thời gian này quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để để gì thể hiện cái tình cảm của mình và gắn kết các mối quan hệ trong suốt thời gian vừa qua vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc của mình ý, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi dần. Những người tuổi dần được cục diện là dần, ngọ, tốt là tam hợp. Nói chung ấy trong ngày hôm nay thì những người tuổi dần lại được thì thêm cái cát tinh nó chiếu mạnh nữa, nó trợ lực nên con đường công danh sự nghiệp lại được hanh thông thuận lợi. À, trong công việc thì những người tuổi dần sẽ có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. À, nhưng à, trong thời gian này cũng khuyên các bạn hãy khiêm tốn hết mức có thể à, để gì tránh cái hoạnh tiểu nhân nó đố kỵ và hãm hại. Thêm nữa, lại được cục diện tăng hợp dần ngọ tuất nó tương trợ, nó sẽ giúp tất cả các mối quan hệ tiến triển tốt đẹp À, không phải yêu ai thì cũng sẽ được yêu lại nhưng mà tóm lại ý, những người tuổi dần trong ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp đến với mình à, vận trình tình duyên nó cũng sẽ được gì mở rộng các mối quan hệ thì làm ăn thì hài hòa à, đối đối tác thì cực kỳ hài lòng về các việc làm của những người tuổi dần à, họ là những người khẳng khái và gì có uy tín đường tiền bạc nhờ được cục diện là ngũ hành tương sinh nên là những người tuổi dần cũng sẽ trả sạch nợ nần trong ngày hôm nay đi làm xa thì được ơn trên phù hộ ăn nên làm ra Dẫu biết cơm hắn gọi tiền là cái chuyện khiến các bạn phải nán lòng Nhưng mà thôi các bạn ạ, à, hãy cố lên Thời gian tới sẽ không phụ lòng các bạn đấy Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình Thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, ngọ, tuất để được trợ lực hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú Và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi những người tuổi thìn à, thưa quý vị những người tuổi thìn thì được thực thần nó ghé thăm à, được thực thần cát tinh nó giúp sức vậy nên công việc của những người tuổi thìn nói chung trong ngày hôm nay khá là có lọc lá đặc biệt là những người làm kinh doanh hoặc là gì có nghề tay trái À, những người tuổi thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc thì cũng được lòng người, à, không có điểm gì đáng chê trách, à, có thể sẽ có một chút rắc rối nhưng mà cũng không đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của những người tuổi thìn thì cũng được cục diện là ngọ hỏa sinh tiền thổ, nên là ấy, à, trong thời gian này cũng khá là hanh thông thuận lợi. À, vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên những người tuổi thìn đối nhân xử thế khá là tốt. À, có thể các bạn ghét người ta nhưng mà lại không thể hiện ra mặt nói chung ấy, những người tuổi thìn khéo léo đối nhân xử thế nên là cũng sẽ thu phục được lòng người à, vận trình tình duyên từ đó mà cũng được khởi sắc đáng kể thêm nữa cái tình hình tài chính thì có nhiều cái biến động nho nhỏ có thể con giáp này sẽ nhận được một cái khoản tiền bất ngờ à, tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ để cải thiện cái cuộc sống bản mệnh biết hài lòng với cái thực tại nên là lộc lá cứ thế mà ùn ùn kéo đến với những người tuổi tuổi thìn vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ý, những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị nói chung trong ngày hôm nay thì những người tuổi thân có thiên tài chiếu mệnh nên là có lợi cho những người tuổi thân làm người tay trái hoặc là làm tài chính hoặc là sổ số, số hoặc là gì những người buôn bán kinh doanh bản mệnh sẽ có may mắn bất ngờ trong ngày hôm nay. À, tuy nhiên quý vị đừng ham lợi ích lớn mà bỏ những cái việc nhỏ làm như vậy thì công việc sẽ rất nhanh bị thụt lùi. À, trong thời gian này gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc nên là những người tuổi thân ấy nói chung ấy gia đình dễ có lục đục nho nhỏ, nhỏ. À, con giáp này thì dễ bị gì uh, lung lay ý chí à, bố mẹ thì cũng sẽ gì và con cái sẽ xảy ra nhiều cái chuyện khúc mắc mâu thuẫn à, các bạn nên gì nhạy cảm hơn bình thường à, trong thời gian này thì những người tuổi thân sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường cái điều đó có thể nảy sinh những cái mâu thuẫn với cái bạn đời của mình à, những người tuổi thân nên cẩn trọng với những cái quyết định liên quan đến cái tài chính trong ngày hôm nay. À, các bạn rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho những người khác, muốn che chở và chăm sóc cho mọi người. Xong, đấy cũng chính là cái kẽ hở lớn để kẻ xấu lợi dụng các bạn, bọn rút tiền của các bạn. Vì vậy, để bảo vệ cái tài sản mình đang có, cũng như là bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tỵ. À, thưa quý vị, những người tuổi tỵ nhờ có tam hội nó thúc đẩy, vậy nên những người tuổi tỵ với cái tính cách ôn hòa, điểm đạm à, có thể xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. À, chính nhờ vậy mà dù có gặp phải rắc rối gì, xung quanh các bạn cũng không thiếu người chủ động giang tay ra giúp đỡ. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ giúp cho những người làm ăn kinh doanh ký kết được những cái hợp đồng béo bở. Các bạn sẽ gặp được những người đồng chí hướng, đôi bên thì hợp tác làm ăn ăn ý và hướng đến cùng cái mục tiêu chung. À nên là cái à mọi chuyện thì đang trên cái đà thăng tiến ngày càng rực rỡ hơn. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tỵ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến con giáp may mắn thứ thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tuất. À, thưa quý vị, nói chung những người tuổi tuất trong ngày hôm nay được thực thần nó chiếu cố nên là những người tuổi tuất đặc biệt là những người làm quan chức, làm công danh, làm sự nghiệp hoặc là gì, những người làm kinh doanh buôn bán ấy, thì lại được gì, được lộc trời cho. Đấy làm thêm thì sẽ gặp nhiều cái may mắn. Những người càng sởi lời, càng vui tính thì lại càng được lộc nhiều hơn. Tiền bạc nó có bất ngờ nó ập đến, trở nên giàu có sau một đêm. À, thêm nữa lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh nên là những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay được khuyên là nên quan tâm vào cái chuyện gia đình của mình nhiều hơn để mọi chuyện nó được bình an. Rất may mắn là con cái cha mẹ thì vẫn là bình ổn, bình yên gia đình thì tuy không giàu có tốt đỉnh nhưng mà biết đoàn kết yêu thương lẫn nhau, tâm ra là không có ai có thể chia trách được. Trong ngày hôm nay thì lại được cục diện tam hợp là dần ngọ tuất nó tương trợ nên vận trình tiền bạc của những người tuổi những người tuổi tuất khá là bình ổn. Nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. À, các bạn sống khá biết điều nên là tiền năng cũng khá là rõ ràng, à, không làm nên cái chuyện gian dối à, nên là sẽ thu được những quả ngọt đáng kể dù có giàu có thì cũng không ai, ai có thể là chia trách các bạn được à, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ cái tài sản của mình thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch ngày bính ngọ trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây à, thứ nhất là những người tuổi mùi thứ hai tuổi dần thứ ba tuổi tuất thứ bốn tuổi thìn thứ năm tuổi tỵ và thứ sáu là những người tuổi thân đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong cái ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.